2018 saw the release of a hit Vietnamese film, Summer in Closed Eyes. The film was set in Hokkaido, Japan. The northern island's beautiful scenery became the setting for a heartbreaking love story. Heroine Ha's father went to Japan when she was young. Inspired by photos he sent, Ha takes a journey from Vietnam to Japan to retrace his footsteps. Joining her is Akira, who studied photography from Ha's father in Japan. Những tấm hình này nè cô cho con hỏi là cô có biết cái người mà chụp những tấm hình này không? Kimi ni misetai mono ga aru nda. Ha. This time, our guest is the film star, Phuong Anh Dao. Our first stop is Biei, a town used in the film. It's 15 minutes by car from Asahikawa Airport. Biei's hills are known for what's called the patchwork road, created by multicolored patches of various crops. Because different crops are planted each year, the patchwork road never looks the same twice. À, thật ra đó là một cái tin vui mà trong lúc bọn mình quay phim bọn mình đã đặt cho nó. Bởi vì cảm giác ở đây là một cái khung cảnh rất là bao la, mà ở giữa như một cái cánh đồng như vậy, chỉ có một cái cây ở đó thì mang lại một cái cảm giác rất là đơn độc, nên bọn mình đã gọi đó là cây cô đơn. Action. Ha and Akira travel through Biei as she uncovers more about her father. During a quiet moment, Ha stealthily snaps a photo of Akira. Many kinds of flowers grow in Biei. This 15-hectare field has over 30 types, including marigolds and sea lavenders. The field looks most impressive from July to September. Thật sự là rất đẹp luôn á. Mình đang có cảm tưởng giống như là mình lấy một cái cầu vồng mà đặt xuống ngay bên phim cảnh mình vậy đó. Rất rất đẹp. Next, for Hokkaido's famous deep-fried potato croquettes. They're made from two different types of potato. Cái loại này thì mình ăn vào mình có cảm giác như là nó sẽ cái bánh nó sẽ hơi đặc một chút xíu, nên mà nó cũng rất là béo nha. Em thử cái này. Chắc lẽ là nó thích loại này hơn. Tại vì cái bánh này ăn vào nó có cảm giác là mềm, mượt hơn cái này rất là nhiều. Mình ăn, tại vì Đào cũng thích mấy cái đồ hơi béo béo nữa, nên là ăn vào là cảm thấy là giống như cái món này đã dành ra là cho mình hôm nay để thử vậy. Oishii! Oishii, oishii! On the day of the summer festival, Akira shares a memory of Ha's father. This scene was filmed at Higashikawa Shrine. Mm.
Đây có lẽ là nơi đã để lại tình cảm sâu sắc nhất trong lòng anh Đào. Khi mà bộ phim Nhắm mắt thấy mùa hè đã được quay ở đây, thì tại ngôi đình này, anh Đào và ekip đã cầu nguyện rằng bộ phim sẽ được ra mắt thuận lợi. Built over 120 years ago, the shrine now hosts Higashikawa's festivals and serves as a gathering place for the local community. Next, to a popular spot near the shrine. This eatery serves in-season Hokkaido specialties. Using minimal seasonings and grilling with charcoal brings out the ingredients' delicious natural flavors. Màu em thiệt là hấp dẫn. Ôi xì, ôi xì. Cái vị của trái bắp này thật sự là ngọt mà kiểu thanh mát á. Ăn vô mình cảm giác là rất nhẹ nhàng, rất ngọt ngào. This wine is made from grapes grown in Higashikawa. Because it's made based on the year's harvest volume, you can only get this fine wine here in Higashikawa. Rượu vang ở đây thì có một cái hậu nó là hơi chát chát nhẹ. Bạn Đào rất là thích loại này. Cheers! In this scene, Ha realizes that pictures from her father kept arriving even after he died. Ba. To learn why from Akira, she accompanies him to a photo shoot. We travel 30 minutes from Higashikawa by car to the spot where that scene was filmed. This flowing water is fresh snowmelt from the mountains. Mà trong lành lại có vị thanh ngọt nữa. This water, which flows underground from the mountains, has long supported the lives of those in Higashikawa. Another benefit of this water is tofu. Hey. Cảm giác nó rất là béo, rất là thanh mát. Cái vị thì có một chút xíu gì đó là ngọt nhẹ. This coffee shop also uses that fresh mountain water. Rất ngon. ありがとうございます。えっと、東川の水はあのコーヒーで入れてもあのマイルドな形であのミネラル成分も豊富に入っていて、とても美味しく入れられるんですね。 Next, to a spot 40 minutes from the center of Higashikawa by car, where the film's climactic scene was shot. Wow! Đúng là một khung cảnh rất là hùng vĩ đang hiện ra trước mắt của anh Đào đây. This 2,000 meter class mountain range is located in Daisetsuzan National Park,
Its highest peak is Mount Asahidake, which reaches 2,291 meters and attracts 150,000 visitors a year. Action! Asahidake is the final spot on Ha's journey, where she learns the shocking truth from Akira. The person sending Ha photos in place of her late father was none other than Akira himself. Kimini. 見せたいものがあるんだ。 君に送るのは人の写真じゃなくて景色の写真だけにした。 ふと写真を見て誰かを懐かしく思ったらきっと会いたくなる。 それが怖かったから。 With guide Kenji Ikawa in the lead, Anh Dao takes a mountain stroll. Konnichiwa. Konnichiwa. Here, you can get 360-degree views of the landscape. Daisetsuzan National Park has several unique high-elevation plants that can only be seen here. The indigenous people of Hokkaido, the Ainu, refer to flower-covered Asahidake as the playground of the deities. They walk for 40 minutes. ここが姿見の池です。山が池に映っています。姿を見えるので姿見の池と言います。đúng thật là rất là may mắn bởi vì mình đã đến đây trong một ngày đẹp trời như thế này. Asahidake is the first place in Japan where autumn leaves are visible each year. They begin to appear in late August and are at their peak from mid to late September. At the foot of the mountain lies a hot spring. It's known for clear, odorless, silky water, said to be good for circulation and relieving fatigue. Đây đúng là một hành trình rất nhiều cảm xúc anh Đào. Bên cạnh việc anh Đào được ôn lại những kỷ niệm rất là đẹp khi mà quay phim Nhắm mắt thấy mùa hè, thì anh Đào còn được đi những địa điểm mới, ăn các món ăn ngon và trải nghiệm những hoạt động rất là thú vị. Du lịch đến Hokkaido sẽ là một trong những trải nghiệm khó quên trong lòng bạn. That's it for today's trip. These are the places Anh Dao visited.